Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Hôm nay thì có 1, 2, 7 người à? Một ngày có hết không? Hả? Một ngày có hết không? Có hết. Theo em là một ngày có hết không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì công việc mà anh em lại tiếp tục là vận chuyển gạch đi vào cái chỗ nền nhà của ba ông cháu của bác. Ở đây thì chở gạch như này thì cháu Lực cũng ở đây thì lấy xe lấy thuê hết cô bác ạ. Gạch như này vận chuyển như này thì lấy thuê hết cô bác ạ. Sáng sớm thì có vẻ như là trên này sương mù còn rất là nhiều này cô bác này. Sương mù thì bây giờ nó đang rút về núi ấy cô bác. Thành ra là ở trên nhà xử này là có rất là nhiều sương luôn bây giờ ấy. Ở đường kia thì hôm nay có trơn không? Hà Vân. Hả? Không trơn à? Đấy, bây giờ thì công việc của nhà ba ông cháu thì vẫn tiếp tục cô bác. Em Sử thì đi đâu vẫn còn chưa về. Vân thì có nhìn thấy Sử về đây chưa? Chưa à? Thế ở nhà kia ông đang làm gì ở kia ấy? Ông Sử đang làm gì ấy? Ông chắc là đi chăn trâu ấy. Ông đi chăn trâu à? Ở nhà thì ông ấy thì đang đi chăn trâu rồi cô bác. Bây giờ thì em Sử không ở nhà thành ra là không có đi lấy cỏ được ấy. Em Hải thì đang đi học rồi. Ô thanh niên này không để vào bao tải à? Không. Đấy bao tải thì đợi một tí nhá. Anh để anh đi mua thêm về đã. Vâng. Xếp bên này thì một lần mình chở đi được tầm 59, 60, 50, 60 cân à? 60 cục. Thế xe này là lâu lắm rồi nhờ? Lâu rồi. Xe này là cổ lâu lắm rồi đấy nhờ. Đây là thanh niên mấy hôm nọ chở đây K Vân với lại thanh niên chở hôm nọ là chở Si nữa. Ôi sao lại để cả chuối đây này? Ăn. Ăn à? Ôi anh ăn rồi. Chuối này là chuối của K à? Chuối này gọi là chuối gì? Hả? Chuối này gọi là chuối gì á? Chim bồ hà đây nhờ. Đấy, đợi một tí nữa anh em xếp gạch xong thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này tới cho ba thanh niên này có bác. Ba thanh niên này thì hôm nọ cháu Lực cũng thuê là chở Si ấy. Ra là bà Phương Kim Thanh có theo dõi được những cái thước phim cháu Lực chia sẻ lên thì
thì cũng có gửi cho các em là một ít luôn. Ngày hôm nay thì các em lại tiếp tục ra chở tiếp. Xong là lại lúc nào chở hết thì lại đưa tiền cho. Ôi, không có dây co à? Không có. Có một dây thôi à? Ồ, thế thì một tí để vào bao nó chuyển dễ hơn nhỉ? Thế thì đợi một tí nhá, anh đang đi mua bao về rồi. Có vẻ như khá là lạnh ấy nhở? Hay là anh ở khung nó lạnh ấy nhở? Không lạnh thôi. Ở nhà ba ông cháu thì phải nói hoàn toàn là dùng xe máy đi chở thì mới được cô bác. Bây giờ cũng có rất là nhiều cô bác anh chị cũng có bảo với cháu Lực rằng là mang cái có xe ba gác ấy để chở ấy, nhưng mà thật sự ra là không có chở được cô bác ạ. Đưa tiền cho luôn nhờ. Nhờ. Ai, thanh niên này 5 lít nhá, 500 nhá. Đây anh gửi. Đấy. Còn ca này. Còn Vân này. Đấy. Đấy còn có em Sử nữa các bác. Em Sử thì hiện tại là không có ở nhà. Đấy, đây là bây giờ còn 400.000. Bà cũng có dặn là cho cháu Lực với lại bạn Hiệu là mỗi người 200.000. Đấy, còn 200.000 thì đưa cho bạn Hiệu nữa này. Đấy. Đấy, bà cháu Lực cũng xin thay mặt tất cả các em gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Vân gửi một lời cảm ơn được không? À? Nha. Cảm ơn, con cảm ơn bà đấy thôi. À? Nha. Con cảm ơn bà. Cháu vẫn cảm ơn bà thôi nhỉ. Ừ đúng rồi. Cháu vẫn cảm ơn bà. Rồi. À anh biết. Con cảm ơn bà thôi. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Ca nhờ. Ca nói một câu cảm ơn bà nhá. Nói như thế nào? Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Đấy, mỗi lần mà đưa cho các em thì cháu Lực cũng đều dạy các em là những cái lời cảm ơn cô bác. Thật sự ra mà nói thì em Vân với lại ca với lại thanh niên kia thì chưa có bao giờ mà tiếp xúc với máy quay cho lắm, cho nên là các em còn không có biết là gửi lời và là gửi lời cảm ơn nhiều á. Ôi chú này có vẻ là được 70 cân không? Chú này được bao nhiêu cân đấy? Không biết à? Rồi, thế đi nhá. Rồi. Bao này khoảng 70 cân nhá. Bao này là 70 cân à? Ôi, xe này sẽ đẹp thế, chở này đi hỏng hết rồi. À, xe này là dùng để chở thôi à? Ôi. Ôi, xe của cao này chở nhiều hơn đấy nhở. À, đợi một tí anh đi mua thêm bao tải nhá. Mỗi lần chở như này thì được tầm 70 cân thôi các bác. Bao này thì được 70 cân này, bao này ấy. Kéo trên dòng giữa lên. Ui, nặng thế. Ui, đùa đâu. Chú này 70 cân thật đấy, không có 80 cân đấy. Nào. Ui. Quay à? Đến đây à? Đi không để cổ nó mấy viên không, nó không lắc cái đầu à? Để cổ thêm mấy viên nữa. Thì rồi à? Bộ trên dưới này này. Hả? Bộ trên dưới à? Nó chắc. Sáng nay có bị đổ xe không? Đường có trơn không? Này. Trơn à? Đây được đấy. Được đấy. Được đấy.
Đây vừa rồi cháu được đưa tiền cho các em thì là tiền của bà Vương Kim Thanh, bà có gửi cho em Vân này với lại em Ca này, với lại thêm cái em kia nữa, em kia thì cháu được cũng chưa có biết tên đấy. Đấy thì bà theo dõi được thước phim này thì rất là mong bà cũng sẽ thông cảm cho mấy anh em. Mấy anh em thì đi học chỉ đến đi học còn ít đấy, thành ra là không biết nói tiếng Kinh cho là mấy các bác biết nói, nhưng mà những cái lời cảm ơn đấy thì các em vẫn chưa biết gửi sâu sắc là nhiều. Đấy còn tiền công mà đưa cho các em ấy thì cháu Lực sẽ đưa sau các bác nhé. Đấy ở đây thì cháu Lực lấy khoán rồi, thành ra là các em hôm nay là sẽ 7 người chở luôn. Đấy đường hôm nay thì không có mưa, thành ra là khô một chút rồi, cho nên là vận chuyển vật liệu thì nó cũng vào là dễ dàng. Ở dưới nhà chú kia thì cũng làm ở nhà mới này, nhưng mà làm bằng gỗ, vận chuyển là gỗ này cũng vận chuyển rất là xa các bác, chứ không phải là một cái quãng đường mà gần đâu, toàn đi lên trên rừng để đéo được những cây gỗ này về ấy, còn không dùng được bằng xe máy để chở đâu. Chứ mà ui đồ à à được rồi, ca giúp rồi. Chỗ này thì mưa này các bác này, thì vừa rồi các em vừa đào đất lấp một chút cho nên là đi nó cũng nó rất là trơn. Đây, những cái vật liệu mọi cái này thì cháu Lực sẽ thuê các thanh niên ở đây chở luôn, vừa tạo công ăn việc làm cho các thanh niên luôn. Vừa đổ xe à? Vâng, để đây bác thôi. Ở để đây bác xuống á. Ôi. Không ai đi được xuống dưới à? Đường khóa à? Vừa rồi có đổ thì có người có bị sao không? Chắc không sao. Không sao đâu à? Rồi đi anh không nhặt bao cho. Đấy, những chỗ trơn trơn, những cái khe đường này này cô bác này, vừa rồi thì các em cũng đi lấy cái vỏ chấu về để đổ vào không cho nó bị trơn. Ôi hình như là vừa rồi quên bảo bạn Hiệu gửi một lời cảm ơn tới bà thôi, thì một tí nó sẽ bảo bạn Hiệu gửi sau. Đấy còn gạch thì cho Lực sẽ bảo các em là để đây luôn. Đấy, điều đồ đây cũng được. Đấy, mấy nữa là dùng là có thể là mang đi xuống dưới luôn. Đấy, ở đây thì các em vận chuyển gạch như này các bác thì sẽ không có bị vớ viên nào cả. Mang tận đây xong xếp mang đổ ấy. Nước ném được xuống được không? Được. Dạ. Dạ. 1, 2, 3. Có tải không lấy đâu nè. Hả? Chỉ đi mua cái khác thôi. Nhưng mà bây giờ chưa mua đến.
Người chưa mua đến thì vẫn phải bỏ ra đó. Đấy. Được à, mỗi người 3 chuyến rồi nhỉ? 4 chuyến rồi à? À, để ở kia nữa nhỉ? Đấy, cứ để hết xung quanh ở đây cũng được này. Đây, chỗ nào để được thì cứ để xung quanh đấy. Còn dưới nền nhà đây không có để dưới nhá. Ai ca này còn chơi hai quả chuối đi theo nữa cơ nhỉ? Chắc tí đói là ăn luôn đấy. Ở đây không có à? À. À thôi, anh sáng sớm ăn chuối nó sót bụng lắm. Hết rồi à? Rách hết rồi đúng không? Từ từ đang đi mua. Hay là vẫn chạy xuống mua đấy? Ờ, bây giờ chạy xuống nhà bà Mui lấy đi nhá. Lấy 20 cái đi. Lực cũng rất là mong là các cô bác chị ở trên kênh theo dõi được cái thước phim mà hôm nay cháu Lực đổ gạch vào đây cô bác. Đây cô bác có thể nhìn thấy là cháu Lực bảo các em đổ vào đây thì các em bỏ rất là nhẹ nhàng này, không có bị viên gạch nào bị vỡ đâu cô bác nhá. Đấy, bây giờ xung quanh nhà của
Ba ông cháu thì ở chỗ này chỉ gọi là bằng phẳng nhất thôi. Ở dưới kia nền nhà thì không có để được vật liệu vào rồi. Bây giờ mà mình để vật liệu vào thì mấy hôm nữa thợ vào, người ta vào đào nền thì thợ người ta vào đào móng rồi thì lúc đấy lại vận chuyển đi đâu khác, thì ra là rất là tốn thời gian cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ di chuyển đi xuống nhà của ba ông cháu xem là ông đang làm gì cô bác. Thời tiết thì bây giờ sương mù còn rất là nhiều này cô bác này. Đáng lẽ ra đến tầm giờ này, nếu mà trời nắng ấy, thì là tầm giờ này nắng rồi. Đấy, bây giờ gạch thì sẽ đổ hết xung quanh ở ở đằng sau nhà. Đấy, lên lúc mà các em vận chuyển thì cũng phải lên là xem là các em để vật liệu ở đâu, chứ không mà đến lúc mà các em vận chuyển bỏ hết rồi thì mới lên mà để hết vào cái nền nhà rồi thì đến lúc đấy thì lại bỏ ra rất là mất thời gian. Trong cái quá trình mà làm nhà của ba ông cháu thì có những cái chuyện gì mà xảy ra thì cháu Lực sẽ ghi hình lên lại cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng biết. Ở thời điểm hiện tại thì cháu Lực sẽ ở trên nền nhà của ba ông cháu là nhiều hơn cô bác. Cháu Lực cũng sẽ rất là mong là thời tiết sẽ ủng hộ cháu Lực để cho cháu Lực làm cái ngôi nhà của ba ông cháu nhanh và sớm nhất có thể, để cháu Lực đi tiếp tục trên cái con đường mà thiện nguyện của mình, đi chia sẻ đi chia sẻ những hoàn cảnh khác tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng chung tay đóng góp và góp sức để những hoàn cảnh đó có cảm nhận được rằng là ở ngoài kia còn rất là nhiều người còn quan tâm tới mình. Ông thì có vẻ như là đang chân trâu ở dưới kia cô bác. Bây giờ thì em Hải thì đi học rồi, một mình ông lủi thủi ở nhà. Dê dân rồi, dê ơi, dê ơi, gọi nhưng mà chưa thấy trả lời các bác ạ. Ui, gà nhìn gà này rất thích cáo mình. Nhà thì đóng cửa rồi cô bác ạ. Chắc là đi xuống dưới kia thôi. Hôm nọ thì để cái mũ cối ở đây, không biết là còn ở đây không nhỉ. À đây. Hôm nọ thì anh em có lên trên nhà của ba ông cháu đổi cái mũ cối này, Hiệu, bạn Hiệu đeo đi. Ở đây thì ông cũng đi nhổ cỏ ở đâu này. Chỗ này là ông nhổ ở đâu nhỉ. À, ông lại làm chỗ này để trồng dâu hay sao ấy. Đấy, ông ở nhà thì rất là chăm chỉ cô bác, làm rất là nhiều việc luôn. Đấy, trên này là những bao thóc của nhà ba ông cháu này cô bác này, phơi xong là xếp ở đây. Đấy, ở trên này trên nhà ba ông cháu thì rất là yên tâm là không có bị sợ trộm cắp gì cả, cho nên là mình có thể để ngoài không cần khóa cửa cũng được. Dê ơi, à, tớ vay rồi chứ. Vẫn để bộ hoạt nha nữa. Ồ, tớ vay hốc còn lê bán à? Hốc ăn phấn với nào. Ồ, tớ vay với nào đấy ổ tớ ra. Ồ, phúc ra đây, ổ phúc ra. Báo tròn mà. Ồ, ồ, bộ hoạt đi nhà đấy ổ, hốc tròn với nổ. Đã đào đây thôi cháu chồng à? Ừ. Dạ, chính ngay cháu bà? Ừ, chính ngay, chính ngay. Hả? Chính ngay. Chính ngay đó? Ừ. Ồ. Văn hư bèo hư chín phở chín à? Ừ, cà chín rồi. Hả? Cà chín rồi. Nước mới chiên chín phở mới à? Ừ, cái. Mình sẽ chín cà chín sẽ. Ờ.
Đây đây thì bà Vương Kim Thanh cũng có đưa cho cháu Lực là 200.000, đưa cho bạn Hiệu là 200.000 đấy. Cháu Lực sẽ trích lại đưa cho ông 50.000 để ngày chợ ông đi ăn phở. Đấy còn 100.000 thì thôi là cháu Lực giữ lại để làm kinh phí đổ xăng đúng không á. Này Dê, ông bên đi hứ chín phở không? Ông bên hứ chín phở à? Đưa cho ông 50.000 để ông đi ăn phở một chút. Bài nâng miếng miếng dẹp à? Biết là làm đấy mày? Với Khải á? Ồ. Hôm kia thì ông có hái đỗ này đi bán này cô bác này. Đỗ ở nhà ba ông cháu ấy. Thế bây giờ thì cũng chuyển sang màu vàng hết rồi ấy. Để khi mà em xử không có ở nhà thì ông vẫn một mình là tự làm tất cả những công việc. À, đây để dưới hót là nè à? Đây để dưới hót là? Đây đầm phát cá gì? Phát hào á? Chỗ đây là ông trồng hành đúng không bác này? Dê béo thằng tiếp bông mà phải làm đi hả? Chỉ nào mới nổ? Thì có vẻ như là rau cải nhà ba ông cháu rất là tốt này các bác này. Rau cải này thì có phải rau cải đắng không nhỉ Hiệu nhỉ? Rau cải đắng á? Rau cải này thì ăn lẩu rất là hợp đấy nhỉ, vừa đắng mà vừa cay cay một chút. Cái nguồn nước này như cái nguồn nước này thì bây giờ cũng gần cạn kiệt với cô bác này. Chỉ còn một tí thôi, bây giờ thì sẽ phải sử dụng là cái tách này nhiều hơn. Đấy, cái này thì cháu Lực hơi nói ngọng một chút cô bác, thì thành ra là rất là khó nói, rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm mà cho cháu Lực. Thấy ở ghi trên này thì là bồn inox này, nhưng mà ở trên cháu Lực thì bà con hay gọi là cái tách nhiều hơn đấy cô bác, thành ra là cháu Lực cũng nói theo đấy từ rất là lâu rồi. Đây vừa rồi thì đi xuống vườn của ông ấy thì cũng xin được ông một chút rau cải này, một tí nữa anh em về là dùng để nấu canh. Còn đỗ thì ông hôm nọ thì ông mang đi bán hết rồi cô bác, ăn không kịp ấy cho nên là phải mang đi bán. Vậy bây giờ thì mấy anh em lại tiếp tục là vận chuyển gạch lên trên kia rồi cô bác. Có thể như là hôm nay đông người sẽ là 6.000 viên gạch là sẽ hết luôn đấy. Đây ở đây thì cháu Lực trước khi mà thuê các anh em để chở ấy, cháu Lực cũng đã cân nhắc các anh em rằng rồi, bảo là có thể là nhẹ nhẹ tay một chút để cho gạch nó không bị vỡ nhiều hơn. Hay trong quá trình mà vận chuyển thế này thì không thể tránh khỏi được là 1-2 viên là sẽ bị vỡ các bác. Không thể hoàn hảo được 100% cả. Sau này làm nhà xong thì đường các em xem mà nếu mà khoản chi phí làm nhà còn dư thì đổ cho em sửa một cái đường bê tông mà nhỏ xuống đây, vòng mà đi xuống nhà luôn. Cũng nhanh ấy nhờ. Cẩn thận nhá, ca ở đấy, cẩn thận nhá, bánh xe ly phiêu đấy. Ui. Cái gì đây? Phanh hồng vậy à? Ô sao ấy?
Kẹt đá à? Thế bây giờ phải đi nắn rồi nhờ. Vừa lấy bao tải lên chưa? Vắt đây nào luôn rồi nè. Lạc đi lái mắm này. Chở được nhiều đấy nhờ. Chắc là một ngày là hết rồi đấy nhờ. Ca thì cố gắng chờ một tí nhá. Đấy, sau hôm nay thì lúc nào đi xuống xá thì anh em mình lại mời cốc nước, anh em mời cốc nước nhá. Ô, xe của Vân thì vừa bị cong phanh rồi. Ở đây thì không có lấy thuê chở từng chuyến một cả cô bác. Hoàn toàn thì tất cả là lấy khoán luôn. Ồ. Vân thì mỗi lần chở được bao nhiêu viên đấy Vân? 60 viên à? 60 viên là mỗi viên là cân 2. Vân là mỗi lần chở được 60 viên à? 60 viên nhân cho 1 cân 2 là 72 cân. Mỗi lần thì chở được 72 cân đấy. Say say thôi nhờ. Say say rồi tối nay là hầu chớ luôn. Xuống ấy hầu bia là lại đi chơi thôi nhỉ. Ôi, ôi. Thôi. Ừ. Đây ông thì cũng lên đây để xem gạch bên này có bác này. Vũ làm mà chứ. Bố Vũ làm đúng không? Bố Vũ nó thằng đấy à. Chiều ông bảo là lên đây có mất không? Ông bảo là không sợ mất đâu. Ở đây thì có ông lo rồi không à thế. Cô bác ạ. Sợ phanh à. Ô cái này mang đi bẻ mới được. Mang đi cái kia bẻ mới được. Mang đi bẻ thật rồi. Đây là mang đi bẻ mới được. Đấy không để tránh khỏi được là phanh bị cong cô bác. Và hôm nọ thì xử cũng đã bị một lần, cháu Đức cũng đã bị một lần rồi. Hôm nay thì lại đến lượt em Vân rồi ấy. Đấy, ở đây thì phải nói là con xe này là tài sản mà quý nhất của Vân rồi. Này, ở ba chơi tối nay thì thử văn bóng hóa cái ổ viên mà tôi hóa luôn. Tối nay được bầu tốt bên niên tài nổ. Thử văn bóng được không bóng, thử văn à. Mấy chung á? À mấy chỗ này bộ mà mấy người bắt ra bản này bóng lồi ấy nè. Cái này cha tới vai nè cha tờ. Thế thì thở cho vai yếu à. Đấy. Thì cho mấy chỗ ít rồi cho hiểu chưa? Cho gạo ra cha tờ. Đấy, tổ ván này sắc cân này phải thăm thì tờ hốc à, ẩn à, hốc ẩn liền ra rồi. Hay ở đây thì chỗ này có một búi tre này, xong là có thêm những cái cây sao mộc nữa, mấy nữa mà cần dùng để làm ván ấy thì là sẽ xẻ đây luôn, thì rất là tiện, thì sẽ rất là tiện luôn cô bác, sẽ không phải đi đâu để mình lấy những cây trống với lại cái ván để xa nữa. Làm gì ở đây ô, làm tới bây giờ bông làm một cái quá, bông làm mà đây là hợp bông mà là hợp bông càng tốt tao ô, tao đi thủ ván bông không liền đấy, thủ ván tao mất công vận chuyển ô. Thầy cháu Lực cũng bảo với ông là ở bên này thì hội cháu Lực để ý là đừng cho anh em người ta chở vật liệu ra để lên nhà. Chứ không là mấy nữa mất công là mình chuyển thêm một lần nữa đấy. Cái loa đấy. Thế cho nó im mà. Trời ạ. Trời ạ. Trời lắm nóng quá. Lắm nóng à? Này giờ lắm nóng điếng nào. Đi học kéo quá à? Này mới kéo nổ. Này, ôi mi dậu mà đấy. Tôi tiếp rồi à? Hả? Tôi nói gì nổ?
Ồ. Tí lâu. Nó thang. Luni. Ôi. Luni lâu thang. Chưa biết nói được các bạn ạ. Được bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 2 tuổi rồi. 2 tuổi à? Ôi. Vừa cho kẹo em khóc luôn đấy các bạn. Vừa cho kẹo em khóc luôn. Ô, tí lâu này không. Vừa mới cho kẹo khóc luôn nhở? Ôi, con xe xích thú này thì cũng phải là ấy phết đấy nhở? Con xe này mua được mấy năm rồi? Không nhớ ra à? Lóc phết đấy nhở? Xe này liệu mình có đi được không nhở? Hả? Không được đâu. Nhưng mà xem nào. Xem có được không? Ê, được phết đấy chứ đùa đâu. Được mà. Nhưng mà đầu nó nhẹ quá. Xe đầu nhẹ quá. Quay đầu đã. Ê. Con xe này đi nhích sai nhở? Khỏe phết đấy. Nhưng mà phanh nó không ăn à? Đi chưa? Ôi. Nghỉ học á? Ờ. Mấy giờ đấy? Hả? Mấy giờ đấy? Mấy giờ á? 10 giờ 11 phút. Mấy chuyến nữa mới nghỉ nhờ? 4 chuyến nữa mới nghỉ đúng không? Đến 11 giờ mới nghỉ. Ôi. Đi cẩn thận nhá, đèo con đấy, lái con đấy. Đằng sau thì bố lai 70 cân, đằng trước thì lai thêm con nữa. Ôi, được một nửa đấy chứ đâu nhỉ? Chả chưa được một nửa đâu. Chưa được một nửa, nhưng mà nếu mà làm 7 phần thì cũng đi 2 phần rồi. Còn 4 phần thôi. Ôi, thanh niên này thì lấy con xe Winner này ra nhỉ? Con xe này còn mới, nếu mà mới thì mua bao tiền? Mới á? Ờ. Nhưng mà lấy xe cũ thôi. Xe cũ trước lấy bao tiền con này? 25 triệu à? Ừ. Uầy. Cũng độ đấy nhiều ấy nhở. Vành đấy. Xe này thì phải nói là rất là khỏe luôn cô bác ạ. Nhưng mà các em ấy mua xe cũng chỉ là một cái phương tiện để mà mình đi lại thôi. Cho nên là các em sẽ dùng cái con xe đấy để đi kiếm tiền luôn nữa cô bác. Đấy. 20 cái nhá. Áo lì đấy nhở. Thanh niên vẫn có vẻ xếp gọn gàng ấy nhở. Xếp này mới chở được nhiều à? Vẫn là đẹp trai nhất rồi nhở. Em xấu nhất trong làng. Nhưng mà một tí nữa anh chở thì anh em mình chia nhá. Một tí nữa anh cũng chở đi anh em mình chia nhá. Được không? Đúng rồi, chưa đi một nửa. Nhưng mà nếu mà 7 phần thì đi 2 phần rồi. Còn 4 phần thôi. Còn 5 phần thôi. Một chuyến này thì cũng được bao nhiêu viên rồi. Một chuyến này bao nhiêu nhỉ? 6.000 viên. 6.000 viên rồi. Đâu thanh niên lấy bao này luôn nào này? Có rồi à? À đây chú kia đây này. Đây đây xếp chú này đây. Xếp lấy bao này luôn này. Chú chở được bao đầy không? Được.
được được ấy. Nhưng mà Vân có vẻ xếp cách nào có vẻ ấy thế nhở? À đây. Cái này thì nếu mà làm một cái giá thành vì cái ô lên này. Ờ, chỉ cần việc xếp thôi. À, lần sau còn nữa mà. Nếu mà một tí về ăn trưa ấy thì xem được thì làm một cái giá này, xong rồi nó lên đây này. Cứ đóng thế, đóng thế, cứ phải xếp vào tải, cứ thế mà xếp vào xe thôi, ra kia là cứ bóc ra thôi nhở. Đấy, ví dụ như cái này này, bây giờ làm hai tấm ván lên này thôi. Đấy, gạch thì chắc là hôm nay là cũng hết rồi cô bác. Còn cái phía bên này là cái cát tổng hợp của cô bác nhé. Cái cát này thì sẽ để làm đổ móng này. Còn cát bên này sẽ để là máy nứa lọc ra một lần nữa sẽ để chát này. Đấy, cát này thì là sẽ dùng cuối cùng nhất rồi. Lúc mà mình dùng để xay thôi cát này là cát xay thôi. Hầu như xe của các thanh niên ở trên vùng cao thì có vẻ như là yếm thì cũng hầu như là bị lủng lẻo hết rồi. Xe này xe của ca nhỉ? Đúng không? Xe này mua bao tiền ca? 5 triệu à? Xe này mua 5 triệu. Đáng đồng tiền bát gạo phết rồi nhỉ? Mua được con xe nhưng mà làm được 5 triệu chưa ca? Chưa làm được 5 triệu à? Cái xe của Vân thì đã làm được 5 triệu, đã làm được 10 triệu chưa? Chưa. Vẫn chưa à? Được 2 triệu thôi à? Sắp hò vốn đấy nhở, thế. Lúc nào làm tỷ tân tốt rồi, anh lô. Được rồi. Làm tỷ tân tân tốt rồi. Hôm nọ thì đổ xuống ấy cô bác, thì cũng tớ lực nhìn thấy là cũng chẳng là vớ gạch là bao nhiêu cả. Cũng chỉ thấy là tầm 4-5 viên ở đây thôi hiện tại ấy. Cái gạch này thì rất là chắc chắn luôn đấy. Thêm một hàng nữa. Đi dùng bao tải thì cứ ở đây nhá. Rách thì lại bảo anh nhá. Nhưng mà cũng dùng tiết nhiều dùng đừng phá quá nhá. Cứ đừng nói câu là rách lại mua tiếp lại này không được rồi ấy. Cái áo này trước là đi làm công ty nào đúng không? Làm cao su à? Thế là đây là làm Đồng Nai hết à? Ui giời, thế là đi Đồng Nai thì cũng xa phết đấy nhờ. Có phải ngồi máy bay đi không? Ngồi xe khách đi thôi à? Nói đến ngồi máy bay thì lại có nhịn biết máy bay không? Có. Có à? Hà Nội thì có đầy đúng không? Hà Nội nó bán đầy nhở? Phải nói là vừa làm thì vừa trêu nhau một chút đấy cô bác. Có một cái không khí mà nó cảm thấy như là rất là vui vẻ hơn hẳn. Mũ này đẹp không hả Vân? Đẹp. Đẹp à? Mũ này thì hôm nọ là được bác Thảo Đỗ là gửi cho cháu Lực. Nhưng mà cháu Lực thì sẽ là trao tặng em Vân một cái. Vân mai cắt tóc cho được không? Nó cũng có phần cho mà tôi chụp luôn. Nếu mà từ thêm thì nói như nào? Thêm ấy, để thêm thì nói như nào? Hả? Ta xỉn chua. Ta xỉn chua đấy. Ta xỉn chua đấy. Đấy. Mình chở càng nhiều lại càng hết nhanh cơ mà đúng không? Đấy.
Cứ mỗi một cái bao tải là chở được độ tầm 4 chuyến đấy nhỉ? Chắc 4 chuyến, 3 chuyến. Đấy, 3 chuyến, 4 chuyến. 3 chuyến, 4 chuyến thì một chuyến nó cũng đi nhiều phết rồi đấy. Đúng rồi. Một chuyến thì được 60 mấy viên. À, chắc phải hơn 60 viên đấy nhỉ? 60 viên rồi. Có thì 50 mấy viên rồi. Cái này nhấc 60 viên gạch lên như kiểu là nhấc tầm độ tầm 10 cân đấy. Nhấc phát lên luôn đấy nhỉ? Ca có người yêu chưa ca? Chưa. Vẫn chưa à? Em gái à? Có, anh cũng chưa có mà mình anh em mình cùng nhau đi tán đi nhỉ? Vẫn có tình yêu chưa? Có tình yêu rồi á? Thế làm như nào thì mới có người yêu ấy? Thế bảo có rồi. Thế nhưng mà anh hỏi thật là trên này có em nào không? Trên này á? Ừ. Có. Có á? Thế làm mai làm mối cho anh được không? Giới thiệu cho anh. Bảo xong là tí bảo lên đây bóc gạch nha. Ồ, nha. Em chiều bảo lên đây bóc gạch xong Vân giả công cho. Anh giả công cho Vân. Anh giả công cho lo gì. Vân đi. Xong là lên đây anh cùng bạn đấy anh cũng hộ bạn ấy làm ấy. Bạn ấy vừa bóc gạch lên thì anh vừa căng bao tải này này. Đấy, xem là nói chuyện với nhau độ tầm 3-4 tiếng thì sẽ có hợp không. Nếu mà hợp thì anh cũng có. Đâu, à đâu. Có vẻ như phần là thanh niên gọi là trên làng này ai bạn nào cũng biết rồi nhờ. Đùa đâu. Rồi giá xe bên kia một tí để Vân nó vào đây. Đấy, vừa rồi thì trêu với Vân là nói trêu nhau một tí cô bác để cho không khí nó bất căng thẳng đi chứ chở gạch này cũng căng thẳng phết đấy nhờ. Trên này chị được chưa em? Anh em nhớ là đừng có để ra nên để ra nền nhà nhá. Không à, tí mấy em mình là phải bóc lại đấy. Ok. Thanh niên này quần rách hết rồi. Hết quần à? Đi nha. Hay vận chuyển vật liệu này thì sẽ lấy thuê tạo công ăn việc làm cho các thanh niên ở trên làng, ở trên bản này luôn cô bác. Ở đây thì nếu mà các thanh niên không có đi chở gạch thì cũng chỉ lên rừng để lấy củi xong là chở củi đi bán thôi. Hay cho được nhìn thấy là quần áo của các em thì cũng có rất là ít, có những cái bộ thì đã bị rách rồi. Thì cô bác anh chị mà có theo dõi được những thước phim này thì cho được xin những bộ quần áo mà cô bác anh chị không có còn vừa hay là không có con dùng tới nữa thì có thể gửi cho cháu Lực để cho cháu Lực đưa cho các em đấy cô bác. Bây giờ thì cháu Lực vẫn sẽ ở đây là cập nhật cái tiến độ mà vận chuyển vật liệu của nhà bao cháu là tới đâu rồi cô bác. Hay có thể như là hôm nay là sẽ vận chuyển hết cái chỗ gạch này luôn, hay vận chuyển hết gạch này thì sẽ lại đến cát này. Đấy, cát kia thì cứ gọi là một xe là một hôm là cho là hai hôm đấy cô bác. Hay sợ là trời mưa thì là sẽ là hai hôm. Hả? Ta hiệu ra hộ các em để xếp gạch xong điệu lên đi cho nhanh một tí. Hay bây giờ thì chắc là cũng chở thêm độ tầm 3-4 chuyến là chắc là cũng nghỉ ăn cơm rồi nhỉ. Thế nhiên vẫn có thanh niên nào đói chưa? Chưa à?
Ba giải này có vẻ chắc hơn nhỉ, loại ba này ấy. Bao kia loại ba đỏ ấy có vẻ là không chắc mấy. Chúng có chuyến nào không á? Thế vừa rồi mình còn bảo là được 3 chuyến mà nhờ. Xe của thanh niên là xe này đó. Đây, đánh dưới ạ. Vẫn phải dây co buộc chứ nhờ. Một vòng hai vòng ấy? Một vòng thôi. Một vòng đấy à? Ôi. Gần một nửa rồi các bác. Đấy, có khi là chiều nay mà mấy anh em cứ tiếp tục chuyển thế này thì mấy chốc là hết đi, đến tầm 4-5 giờ chiều hết rồi các bác. Đấy, bây giờ thì trời cũng đã hưởng nắng lên một chút rồi. Đấy, bây giờ có khi là mấy anh em cũng chuẩn bị là nốt chuyến này, nốt là cái chuyến này rồi đi ăn cơm thôi. Ôi lấy cái viên này trước đây, mấy cái này nó bị hướng đường này. Không được bỏ lại viên nào nhá. Nhá. Viên vớ đây không nói nhưng mà cái viên vớ làm đôi này thì cứ nhặt là để vào bao tải nhá. Vâng. Đấy. Bỏ lại viên nào thì anh em mình trừ tiền nhỉ? Thế giống như cái này à? Hả? Thôi cái đấy thì bỏ đi. Cái đấy thì bỏ đi. Cái đấy thì bỏ đi. Viên nào vớ làm đôi nó vẫn đẹp thì mình vẫn còn dùng lại được. Ba hàng ấy, ba hàng à? Bốn hàng. Bốn hàng à? Vâng. Cứ viên nào mà nó hỏng quá thì anh em mình không lấy được thôi. Có vẻ như là các cháu này nhìn thấy phụ huynh cái là khóc nhỉ? Con có học đây không? Có. Có học đây à? Dạ. Con thằng lớn lớn kia đúng không? À thằng lớn kia học lớp 1 rồi đúng không? Đúng. Hôm nọ hỏi có một thằng nó bảo đang học lớp 1 mà. Một hàng nữa à? Đủ rồi. Đủ rồi à? Mấy ba hàng, bốn hàng rồi. Đủ bốn hàng rồi. Có phần là bẻ xong xe chưa? Xong rồi đúng không? Đấy ông quên hỏi mất đấy. Đấy công việc của nhà ba ông cháu thì cứ thế mà tiếp tục cô bác cứ thế mà vận chuyển vật liệu đi vào. Còn đội thợ thì nghe ra là hôm nay là người ta lên để làm lán rồi đấy. Nhưng mà do là dưới thôn đấy cô bác. Thôn của đội thợ đang ở ấy là có một chút công việc ấy. Hình như là có hàng xóm nào hay sao là mất ấy, thành ra là không có lên được hôm nay. Hay tại vì ở trên vùng cao này mà cô bác này có nhà nào mà có công việc gì hay là mất hay là đám cưới hay là đám ma gì ấy thì hầu như là đều đi giúp đỡ rất là nhiệt tình. Đi giúp đỡ như này thì có thể giúp đỡ như này thì cũng là một phần là gọi là lấy công nữa, để sau này nhà mình có công chuyện gì thì người ta mới đến. Chứ bây giờ nếu mà gia đình nhà người nào mà có những công việc gì đám cưới hay là
có người mất thì không đi ra giúp thì sau này sẽ không có ai ra giúp gia đình mình đâu á. Nói là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân đã đồng hành cùng cháu Lực cho tới thời điểm hiện tại như hôm nay, đã có những chuyến vật liệu, đã có những chuyến viên gạch đi vào tới nền nhà của ba ông cháu rồi. Thợ mọi cái thì cháu Lực cũng đã làm hợp đồng xong hết rồi cô bác. Nếu mà như cô bác anh chị mà có theo dõi cái thước phim mà cháu Lực làm hợp đồng với lại bên anh thợ đấy, thì đã đưa cái số tiền công cho người ta như vậy rồi thì cháu Lực sẽ không có phải là chi thêm bất cứ cái khoản nào nữa. Còn là sau này mà có những khoản nào mà phát sinh rồi thì mới nói sau cô bác. Thí dụ như ăn uống hay là mọi cái thì cái đấy thì không có liên quan tới cháu Lực nữa. Thợ người ta sẽ khắc tự túc hết cô bác ạ. Hay trừ phi mà sau này phát sinh mà xây thêm một cái gì đấy thì cái chỗ đấy thì mới phát sinh sau ấy. Đấy, khi mà cháu Lực làm hợp đồng với lại đội thợ đấy cô bác thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị cũng có đóng góp ý kiến cho cháu Lực hết rồi. Thành ra là hôm đấy cháu Lực mới làm hợp đồng cùng với anh thợ được. Đấy, còn bây giờ thì các anh em thì cũng chuẩn bị là về nhà ăn cơm rồi cô bác. Chiều nay thì cháu Lực sẽ tiếp tục lại lên trên nhà của ba ông cháu là xem em Sử đã về tới nhà rồi cô bác. Đến thời điểm hiện tại thì em ấy vẫn còn chưa về tới nhà. Đấy, không biết là đi ra ngoài em ấy có chuyện gì không. Cháu Lực cũng rất là mong là đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì cả. Em ấy đi vì cái mục đích mà phải nói là rất là chính đáng thôi. Không có đi ham chơi hay là này nọ đi đua đòi theo bạn bè cả. Đấy, bây giờ thì em Sử đang không có ở nhà cho nên là những công việc mà cháu Lực, những công việc gì mà cập nhật thì cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là không biết cái tiến độ mà vận chuyển hay là làm gì đấy ở trên nhà của ba ông cháu của bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị.